Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tuổi trẻ công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi tiêu thụ mía giúp bà con nông dân xã Hòa Bắc. Mỗi chai nước mía được bán đi là một hành động nghĩa tình giúp bà con tái sản xuất trong vụ mùa mới. Xuất hiện tình trạng giả mạo lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng gọi điện thoại cho người dân thông báo xử lý phạt để chiếm đoạt tiền. Người dân cần hết sức cảnh giác. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2021 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ở thành phố Đà Nẵng, lực lượng an ninh công an thành phố đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển an toàn, ổn định của thành phố. Dịp này, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cùng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý khác. Sáng ngày 14 tháng 7, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 với sự tham gia của các điểm cầu công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Hội nghị tập huấn nhằm thống nhất nhận thức, phương pháp, cách làm cụ thể để kịp thời triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021, đảm bảo đúng yêu cầu về thời gian, chất lượng, hiệu quả. Công tác thẩm định, xét duyệt cần phải được diễn ra công khai, minh bạch, đảm bảo hai tiêu chí, không để sót những người có đủ điều kiện mà không được xét đặc xá và không để lọt những người không đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Hội đồng đặc xá các địa phương cần tổ chức triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu phòng dịch COVID-19, hoàn thành đúng thời gian quy định trước ngày công bố 31 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ khó khăn với bà con xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang những ngày này, tuổi trẻ công an thành phố Đà Nẵng ngoài công tác chuyên môn còn tất bật với việc vận động cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên mua mía hỗ trợ người nông dân. Hành động ý nghĩa này đã được hưởng ứng nhiệt tình, góp phần san sẻ khó khăn với người dân địa phương trong dịch bệnh. Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang là vùng trồng mía có thương hiệu lâu đời. Thường thì thời gian này, các thương lái đã đến đặt hàng hoặc thu mua gần như toàn bộ diện tích trồng. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng mía tiêu thụ hạn chế. Nhiều chương trình hỗ trợ tiêu thụ mía cho bà con đã được triển khai và nhận được tín hiệu khả quan. Tuổi trẻ công an thành phố Đà Nẵng là một trong những lực lượng tiên phong hưởng ứng, góp phần giúp cho bà con trong cái giai đoạn khó khăn và cũng thể hiện được cái chia sẻ trách nhiệm của đoàn viên thanh niên công an thành phố đối với lại những khó khăn của bà con nhân dân Hòa Bắc. Những ngày gần đây, cứ vào sáng sớm, các chuyến xe của tuổi trẻ công an thành phố Đà Nẵng đã đến tận nhà người dân để thu mua mía đã được ép sẵn đóng chai. Mỗi chai 1,5 lít có giá 20.000 đồng. Được sự san sẻ kịp thời, người nông dân Hòa Bắc cảm thấy được an tâm hơn. Người dân là có cái chương trình này mới giả được, mới có cái đồng thu nhập để trang trải trong gia đình. Thứ hai nữa là có cái đồng vốn để mình cá tổ là cái vừa mía mùa sau. Đây không phải là lần đầu tiên các hội đoàn thể trong công an thành phố Đà Nẵng đứng ra kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Tất cả những chương trình này đều được cán bộ chiến sĩ các đơn vị địa phương nhiệt tình hưởng ứng. Bởi đó không chỉ là chia sẻ khó khăn mà còn là trách nhiệm của mỗi chiến sĩ. Từ ngày 6 tháng 7 năm 2021 đến nay thì đoàn thanh niên công an thành phố đã vận động và mua cho giúp cho bà con là 1.110 chai, tương đương với gần 22 triệu 200 ngàn đồng.
thì với cái tinh thần xung kích của tình nguyện của đoàn viên thanh niên và cùng với sự chung tay của các cán bộ chiến sĩ thuộc công an thành phố thì hành động nhỏ bé đó đã giúp cho bà con. Hy vọng rằng trong những ngày tới sẽ còn có nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ để bà con nông dân Hòa Bắc bớt thấp thỏm lo âu. Bởi mỗi một hành động nghĩa tình lúc này là điều kiện cần thiết để bà con tái sản xuất trong vụ mùa mới. Tiếp theo là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua. Vào tối ngày 12 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn với số tiền đánh bạc lên tới 2,1 triệu đô la Mỹ do Nguyễn Anh Tùng, 37 tuổi, trú quận Thanh Khê cầm đầu. Ngoài Nguyễn Anh Tùng, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Đặng Ngọc Thịnh, 37 tuổi, Phan Trường Thanh, 46 tuổi và Vũ Quang Hiển, 38 tuổi, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Tùng sử dụng trang mạng cá độ có giá trị tương đương là khoảng 5 tỷ đồng để tổ chức cá độ. Nhóm này còn chia nhỏ con mạng của mình cho các đại lý cùng tham gia ghi cá độ với hình thức cano, tài xỉu. Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc từ ngày 1 tháng 4 đến nay lên tới 2,1 triệu đô la Mỹ, tương đương 55 tỷ đồng, thu hút khoảng gần 41.000 lượt người tham gia, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngày 9 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 3 công dân quốc tịch Hàn Quốc, gồm Lee Kwang Young, phó chủ tịch Hội người Hàn miền Trung, Seo Yong Jin, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Han In Hue và Song Hong Sok, chủ công ty môi giới Khanvina, nằm trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Lợi dụng chính sách ưu tiên nhập cảnh Việt Nam cho chuyên gia người nước ngoài, Lee Kwang Young và Seo Yong Jin đã đứng ra khảo sát nhu cầu, tiếp nhận hồ sơ xin cấp thị thực từ các doanh nghiệp, tổ chức thành đường dây nhập cảnh cho khách Hàn Quốc từ sân bay quốc tế Incheon đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sau đó, hồ sơ được giám đốc của các công ty trách nhiệm hữu hạn ở thành phố Đà Nẵng ký đóng dấu bảo lãnh nhập cảnh với tư cách là chuyên gia làm việc tại các công ty này. Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, cả 3 đối tượng đã tổ chức được 4 đợt cho khách Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia và thu lợi bất chính. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Lê Uyên Thảo, 45 tuổi, trú quận Liên Chiểu, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, vào cuối năm 2018, Lê Uyên Thảo đưa thông tin gian dối là chủ sở hữu lô đất rộng 200m² ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Do có nhu cầu, vợ chồng bị hại đã mua đứt lô đất này với giá 1,21 tỷ đồng. Bà Thảo đồng ý và yêu cầu đặt cọc trước 300 triệu đồng và hứa vào tháng 2 năm 2019 sẽ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, tách thửa đất trên thành hai lô. Những lần sau đó, Thảo yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền cọc cho mình lên tới con số 590 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã có đủ cơ sở xác định Lê Uyên Thảo không sở hữu lô đất trên. Cùng thời gian này, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Danh, 37 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cụ thể, đầu tháng 4 năm 2021, Danh sử dụng mạng xã hội Zalo để tham gia vào nhóm làm giấy tờ uy tín và đặt nhóm này làm 5 giấy chứng minh nhân dân giả có dán ảnh của Danh do công an nhiều tỉnh thành cấp, với giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, Danh còn đặt mua 30 SIM điện thoại Viettel đã được kích hoạt sẵn để đăng ký làm số điện thoại nhận tin báo của các tài khoản ngân hàng. Danh tải và đăng nhập vào các ứng dụng vay tiền trực tuyến trên mạng Internet và dùng các loại giấy tờ giả này đăng ký hồ sơ vay tiền. Khi nhận được tiền vay thành công, Danh sẽ hủy mọi tài liệu liên quan. Tuy nhiên, chưa kịp đăng ký vào các app vay tiền trực tuyến thì Danh đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Sau quá trình theo dõi, tối ngày 8 tháng 7, tại số 57 Phạm Nhữ Tăng thuộc địa bàn phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, đội 2 phòng cảnh sát ma túy công an thành phố Đà Nẵng đã bắt quả tang Trần Minh Sĩ, 32 tuổi, trú huyện Hòa Vang, đang mua bán trái phép 80 viên thuốc lắc, 50 gram ma túy loại ketamin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sĩ, công an phát hiện khoảng 8 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 20 gram, 20 viên ma túy loại hồng phiến và 8 viên thuốc lắc. Thủ đoạn của Sĩ rất tinh vi, thường tìm hiểu kỹ địa bàn, khảo sát các vị trí an toàn mới thực hiện giao bán ma túy. Tối ngày 11 tháng 7, trong lúc tuần tra tại ngã tư Võ Văn Kiệt và Phạm Cự Lượng, Công an phường An Hải Đông, quận Sơn Trà đã phát hiện 4 thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi cùng trú trên địa bàn quận Sơn Trà đang có hành vi vi phạm luật giao thông nên mời về làm việc. Qua đấu tranh, cả 4 người khai nhận vừa lấy trộm xe máy trên địa bàn phường An Hải Tây, đang trên đường tẩu thoát thì bị phát hiện.
Ngoài ra, cả nhóm còn khai nhận đã thực hiện chót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Liên Chiểu. Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng chia nhau cất giữ và sử dụng làm phương tiện đi lại cá nhân. Công an quận Liên Chiểu phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành tiêu hủy 14 máy bắn cá, 20 máy trò chơi điện tử, hơn 5.000 chai rượu, bia, các loại có in chữ nước ngoài bị phát hiện trong các đợt ra quân kiểm tra xử lý hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Đây là số máy móc và bia rượu của các cá nhân và các cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Sau khi thực hiện các biện pháp tiêu hủy tạm thời, cơ quan chức năng sẽ vận chuyển số máy móc, hàng hóa này đến bãi rác Khánh Sơn để tiêu hủy triệt để, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Tối ngày 15 tháng 7, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an quận theo dõi và phát hiện Lê Trọng Bình, 22 tuổi, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, có hành vi tàng trữ một lượng lớn vũ khí thô sơ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cụ thể, số vũ khí gồm 23 dao găm, 30 dao gấp, 12 dao mini, 2 khẩu súng ngắn bằng nhựa, 7 khẩu súng ngắn bằng kim loại, trên vỏ hộp có in chữ nước ngoài. Qua làm việc, Bình thừa nhận số vũ khí thô sơ này được đặt mua từ một trang mạng xã hội có địa chỉ ở thành phố Hải Phòng. Sau khi thỏa thuận số lượng xong, cả hai thực hiện giao dịch bằng hình thức gửi bưu phẩm qua một công ty chuyển phát nhanh ở Đà Nẵng. Mặc dù biết số vũ khí thô sơ nói trên có khả năng sát thương cao, nhưng Bình vẫn đặt mua với số lượng lớn để phục vụ cho mục đích cá nhân. Hiện lực lượng công an quận Liên Chiểu đã tiến hành lập hồ sơ, tạm giữ lô hàng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 11 tháng 7, Công an xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang phối hợp với Tổ phòng chống dịch COVID-19 của xã đã tiến hành kiểm tra, đẩy đuổi, nhắc nhở tình trạng du lịch tự phát tại hai con suối trên địa bàn là Hồ Hòa Trung và Suối Đa Hang. Lấy lý do vì cuối tuần nắng nóng nên ba nhóm thanh niên rủ nhau chuẩn bị thức ăn lên những khu vực hồ suối mát mẻ để tận hưởng không khí trong lành, bỏ qua những yếu tố phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 mà chính quyền các cấp đã khuyến cáo. Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng lập biên bản và xử lý theo quy định. Qua đây, người dân thành phố cần chú ý tuân thủ các quy định được đưa ra nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, tránh sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại thành phố Đà Nẵng liên tục xảy ra vụ việc mạo danh cảnh sát giao thông gọi điện thoại thông báo vi phạm giao thông, buộc người vi phạm phải cung cấp thông tin cá nhân cũng như nộp phạt qua tài khoản. Từ đó dẫn dụ người dân vào những bẫy lừa để chiếm đoạt tài sản. Trước tình trạng trên, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi những cảnh báo đề nghị người dân cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo này. Cho đến bây giờ, chị Lê Thị Thanh Hằng, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn nhớ như in sự việc khi chị nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ thông báo về việc phương tiện của chị bị phạt nguội. Bằng sự tỉnh táo của mình, chị Hằng đã không cung cấp thông tin cũng như nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Phía công an mỗi lần làm việc thì chẳng ai làm việc qua điện thoại, cho nên là bắt đầu mình cắt điện thoại xong thì mình gọi bên phòng phía phòng cảnh sát giao thông, mình hỏi, mình kêu là có số điện thoại này gọi đến với trường hợp như vậy đó thì có đúng hay không, thì phía bên cảnh sát giao thông là phòng cảnh sát giao thông thông báo với mình là không có trường hợp như thế này, số điện thoại này là số điện thoại lừa đảo. Theo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng, tất cả các trường hợp phạt nguội đều được đơn vị gửi thông báo bằng văn bản cho chủ phương tiện qua đường bưu điện. Đơn vị hoàn toàn không cử cán bộ gọi điện thông báo trực tiếp cho từng trường hợp vi phạm. Ngoài việc thông báo bằng văn bản chính thức, tất cả những lỗi vi phạm được hệ thống camera giám sát giao thông ghi lại và đưa công khai trên các trang thông tin điện tử chính thống để người vi phạm dễ dàng tra cứu. Phòng cảnh sát giao thông không bao giờ gọi điện cho người dân để mà thông báo các hành vi vi phạm. Cho nên người dân khi mà nghe những cái đối tượng mà gọi điện tới thì kịp thời cung cấp số điện thoại của cho công an chức năng để mà kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng này. Trước tình trạng đối tượng xấu giả danh cảnh sát giao thông lợi dụng phạt nguội để lừa đảo có xu hướng gia tăng trên địa bàn, Công an thành phố Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền cho bất kỳ ai, đồng thời liên hệ cho lực lượng chức năng để có hướng giải quyết, xử lý kịp thời. Đến đây, chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.